Đây là cái không gian bếp của cô bác anh chị, nhìn cũng khá là thoáng ha. Ở lúc trước cô ở đâu? Ở Việt Nam. Việt Nam ở tỉnh nào hay ở thành phố? Tỉnh nào cô? Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Ok, chị Nguyễn Thị Kim Loan ở Tây Ninh nha, ở gần Tòa Thánh Tây Ninh. Là em là Loan Quỳnh, em là bé Bảy, gửi lại thăm chị. Ok, chị nhớ ủng hộ Bùi Hồ TV YouTube. Ok, dạ. Ok, bà con ủng hộ giùm. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Los Angeles, tiểu bang California của nước Mỹ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ bác quý anh chị sẽ đi thăm thì tại thành phố Los Angeles nha cô bác anh chị. Đây là một cái khu chợ người Hoa. Thì trên cái đoạn đường lang thang thì Bùi Hồ sẽ gặp những hình ảnh nào thì sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị biết về những hình ảnh đó thôi. Có nhiều cô bác anh chị nói là tại sao Bùi Hồ lại sử dụng cái sự so sánh như vậy. Thật ra là thưa với cô bác anh chị như thế này, thật ra thì có nhiều cô bác anh chị comment cho bình luận là nếu như mà so với tiền Việt Nam thì nó rất là mát. Tại vì một cái tô phở hay là một dĩa cơm á thì nó bằng ở bên đây là một giờ thôi. Thì ở mỗi quốc gia khác nhau nó có sự thu chi khác nhau, thu nhập và chi ra khác nhau. Nên thành nữ là Bùi Hồ là người Việt Nam, nên thành nữ là muốn chia sẻ những cái gì nó thật nhất và cái cuộc sống thật nhất cho cô bác anh chị biết luôn ha. Còn cái việc mà so sánh thì chủ yếu là Bùi Hồ muốn đổi đơn vị tiền tệ Việt Nam cho cô bác anh chị ở Việt Nam hiểu rõ hơn. Ở đây có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam đó nè, thấy không cô bác anh chị? Chuyển tiền về Việt Nam, nhận chuyển hàng về Việt Nam, giao hàng tận nhà. Kim Phú. Còn dạ. Còn bây giờ ở đây Kim cơm tấm. Lại đây thưởng thức cơm tấm. Này, một cái quán cơm tấm của người Việt Nam. Đây. Đây. Đây là Kim cơm tấm nha cô bác anh chị. Mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ nha, để thưởng thức một cái dĩa cơm tấm Việt Nam như tại Los Angeles, thuộc tiểu bang California nước Mỹ, một cái tiểu bang ven biển ở bờ Tây của nước Mỹ. Mời cô bác anh chị vô đây. Ok rồi. Dạ. Thôi người Việt. Không muốn người Việt. Nước trà nóng. Dạ. Em trà đá ha. Trà đá nóng hay trà đá? Ai biết, phi, nước nào cũng phi hết. Nóng nước nào phi đó cũng phi. Sở dĩ Bùi Hồ hỏi chơi của bác anh chị là tại vì ở đây là trà nóng là không có tính tiền, còn trà đá là tính tiền. Chỉ ăn nên thật nữ là thật ra là vui thôi. Vì vô đây thì ăn một vị dĩa cơm tấm thì mình cũng sẽ uống một ly trà đá. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cái menu cho cô bác anh chị biết ha. Đây là nhà hàng Kim cơm tấm, đợi nhất cơm tấm Tàu Hủ Kỳ ở ngay tại cái khu chợ Hà Quay. Mở cửa lúc 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối ha. Ở đây là cái địa chỉ của cái quán chỗ này nè cô bác anh chị. Dạ. Đây trà đá. Dạ. 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 Ly trà đá. Ngon quá. Đây. Khai vị đặc biệt là 18 đồng. Chả giò tôm, gỏi cuốn, thịt nướng cuốn, bánh bèo, tôm cháy, cơm tấm bò nướng, cơm tấm thịt nướng, cơm sườn nướng. Ở đây là cơm này nó dao động từ 14, 13 đến 17 đồng ha. Còn kin, cơm tấm kin là nguyên một cái combo này, sườn bò đại hàng nữa là 20 đồng. Đổi cơm đỏ là 2 đồng. Ở đây có bún gà nướng, chả giò, tất cả các loại ha. Và Bùi Hồ nhận thấy thì nó dao động khoảng mười mấy đến 20 đồng trở lại thôi. Đó. So với thu nhập của người dân Việt Nam, của người Việt Nam trên đất Mỹ á, cũng như lao động của người Mỹ thì nó khoảng tương đương với khoảng một hai mười mấy đồng, thì nó tương đương với lại khoảng khoảng một giờ làm thôi.
Cô hả? Dạ. Ở Ngã Hậu. Ngã Hậu ở Sài Gòn hả? No. Dạ. Ngã Hậu là tỉnh nào á? Là giữa Trà Vinh, Vĩnh Long. Trà Vinh với Vĩnh Long, vậy là Bắc Dũng Liêm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quê Dũng Liêm. Nói Ngã Hậu thì đâu biết đâu. Thì mình ở Trung Hóc mà. Dạ. Con thì ở Việt Nam con đi Trà Vinh rất là nhiều. Và đi Vĩnh Long cũng rất nhiều luôn. Kiếm cơm qua ngày. Kiếm cơm qua ngày. 40 mấy năm mà cũng bưng bàn là biết rồi. Dạ. Con có thường về Việt Nam không? Về được mấy lần. Về được mấy lần hả? Dạ. Ăn bánh hỏi gì? Cái bánh hỏi về gô ha. Bánh hỏi về thịt kê kỳ đi. Thịt kê, ok. Gô. Ăn món này thôi. Okay, một dĩa gì đó bà. Bảy món à. Cơm tắm chia ra đây nha. Cơm tắm 7 món. Biết rồi, biết rồi. Con lấy cái dĩa nhỏ. Dạ rồi, đây đúng rồi ha. Ok, vậy em có hai lấy hai phần. Dạ. Rồi, cảm ơn vậy. Nấu ngồi chơi uống nước đi. Nghe nói chuyện toàn tiếng Việt không cô á? Chị thấy không? Mình vô trong được không anh? Con cho vô đi, vô cái trong đi con. À. Có một cái điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác với chị nè. Ở đây thì có một cái đó là nhà hàng là chỉ để buôn bán thôi chứ không có được ở trong cái khu vực này. Đây là cái không gian chế biến ha. Chào chị. Chị Chi. Chào chị Chi. Làm chung cái ăn từ đó giờ đó mấy chục năm rồi. Ồ dạ. Mấy gì? Dạ. Nhà Sài Gòn. Dân Sài Gòn. Dạ chào chị. Chị ở Sài Gòn luôn ha. Ở đây là cái không gian bếp của cô bác anh chị. Nhìn cũng khá là thoáng ha. Vào đây tí xíu. Hôm nay thì có anh thống dẫn đi. Em làm YouTube không? Dạ em làm YouTube. Đây là đây là nem hả? Dạ cô quấn nem. Một cây nem vậy là mấy đồng thôi cô ha? Đồng ý vậy. Ủa cái nem nhìn kéo ghê á. Ngon ha. Nem này là nem bò heo không? Thịt heo, heo. Heo hả? Ở lúc trước cô ở đâu? Việt Nam. Việt Nam ở tỉnh nào hay ở thành phố? Tỉnh nào cô? Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Ở sau đó thì gói lên. Chào chị. Chào em. Chị này dễ thương cực người vậy. Chị là bây giờ là những cái khâu kia chuẩn bị là chị là chế biến ra cho khách luôn. Chị đứng đây ra cơm thôi, còn mấy khâu khác thì có mấy anh chị làm. Dạ. Chị ra cơm luôn. Đây là phần đem về chị. Em về là cũng tùy theo cái này loại 7 món nè. Cái này 10 món nè, 10 món thì gồm có chả nè, ki nè, với chả giò, với chả tôm, chả giò thịt, hai con tôm, cây lạp xưởng, với nem, và bò xương, gạo. Trái dưa leo nó to vậy chị? Dưa leo ở đây là vậy đó. Chị cầm lên cho em xem mới được không? Dưa leo ạ. Cái dưa ở đây nó to vậy đó. Dưa ở đây là nó phải bự vậy hả? Nó to vậy đó. Còn bên kia là đồ chua. Bên đây là đồ chua. Quá hả? Ở đây nè, đây nè, đồ chua nè. Đây đồ chua. Rau nè, giá nè. Giá dưa leo ở đây đủ hết. Đầy đủ rồi, có đó là bán bún. Còn này đồ chua là bán cơm. Một phần to đùng luôn á. Một phần là 10 món nè. 10 món thì nó nhiều thứ chứ là nhiều thứ. Thì lúc trước ở Việt Nam ở tỉnh nào? Chị ở thành phố. Thành phố hả? Sài Gòn ha? Sài Gòn. Chị qua đây lâu chưa? Cũng hơi lâu rồi, cũng mười mấy năm em. Mười mấy năm rồi ha? Dạ. Gia đình của chị sống ở đây hết hay sao? Gia đình của chị thì còn ở Việt Nam á. Chỉ có mình chị qua đây à. Chị theo chồng hay sao? Theo chồng ha. Chồng là người Việt Nam hay? Chồng người Việt Nam. Dạ. Vậy là gia đình ở Việt Nam hết, có mình chị qua đây thôi. Chị qua đây thôi.
Ba mẹ ở Việt Nam luôn? À, ba mẹ Việt Nam. Chị có thường về Việt Nam không? À, thỉnh thoảng chị mới về. Dạ. Thôi để cho chị làm ha. Okay, em chúc chị sức khỏe không? Em qua đây du lịch. Okay, dạ, em ở miền Tây. À, vậy ạ. À? Dạ, chị qua đây mười mấy năm, về mấy lần rồi? À, cũng 4-5 lần. 4-5 lần. Nhớ Việt Nam ha. Nhớ Việt Nam, về Việt Nam. Dạ, nhớ Việt Nam, về Việt Nam. Cảm ơn em nha. Chúc em chị sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị. Có dịp may mắn nha. Dạ. Thấy không? Nhà hàng người toàn người Việt. Dạ chị, ông chủ người Việt luôn. À. À để hỏi chị này tí xíu. Chị nhà hàng mình là đa số là khách hàng là người Việt hết hay đúng sao? Đúng rồi, ở đây phần đông là người Việt. Nhưng mà cũng tùy theo. Ở đây là đa phần là cũng có nhiều sắc tộc đó. Có người Mỹ, người Bể, Ấn Độ được kia nhiều lắm. Nhưng mà chị lúc đầu qua giao tiếp có không? Chị ít có tiếp xúc nhiều đó, cứ mấy người waiter người ta mới làm, người ta mới tiếp xúc, người ta phải nói chuyện với anh nhiều. Chị trong biết không có nói nhiều. Chị có quốc tịch Mỹ chưa? Chị có rồi. Chị có rồi hả? Vậy là chị đây là đi theo việc bảo lãnh vợ chồng. Ok, cảm ơn em. Dạ. Thôi bây giờ thì đi ra thôi cô bác anh chị. À, đi ra đây để mà ngồi đựng nước một cái dĩa cơm tấm ở tại đây. Ở đây là nước uống bán riêng nha chứ. Nước uống bán riêng. À, cái quầy nước uống là quầy ở đây nè. Ở có cả cà phê đồ luôn hả chứ? Cà phê đầy đủ hết. Dạ, cà phê đây là pha máy luôn ha. Xanh đồ nè. Đồ xanh nè. Cà phê dạ. Sữa đá nè. Nè, ở đây nè. Đây đồ nè. Cà phê sữa đá. Nước cam. Cà phê đen nè, nước cam, cam vắt đầy đủ. Chè ba màu. Chú là quản lý nguyên quầy đằng trước này. Dạ. Chú cho con một ly cà phê pha máy đi. Bây giờ đó nó phải sẵn hết rồi. Nó phải sẵn vào phim mà. Sẵn rồi, đã phải sẵn rồi. À, nhưng mà hạt hay là bịch? Bây giờ là nó là nói chung là bột rồi nó pha sẵn này nè. Giờ uống cà phê sữa đá không? Thôi, con không uống cà phê sữa đá. Cũng nhưng mà gì? Nó nói là dạng cà phê nguyên chất ha. Nguyên chất. Dạ, cà phê hạt á. Sẵn vậy nè. Cà phê nguyên chất. Cà phê phin á, cà phê mà. Cho con một ly. Nè cà phê phin á. Nè. À, cho con một ly đi. Cà phê sữa đá nha. Không, cà phê không, cà phê đen, cà đen, phê đá. Đá. Ờ, đen, đen đá, đen đá. Ồ, okay. Oh, một ly cà phê to vậy. Rớt, rớt ra. À, còn đỡ đâu nó bự vậy. Rớt ra. Tôi hỏi đường nhiều ạ. Đường, đường ít. Ai, quầy cà phê. Một ly cà phê là bao nhiêu đồng chú? 5 đồng rưỡi. 5 đồng rưỡi. Dạ. Sáng mà uống ly cà phê với lại ăn ở nhà sáng mua ngang mua ly cà phê là thấy khỏe à ha. Bây giờ tôi nói thiệt là bây giờ Bùi Hồ là chỉ đổi ra giá tiền của Việt Nam để cho cô bác anh chị rõ thôi. Không phải là so sánh gì nha. Thì 5 đồng rưỡi thì nó khoảng 5 đồng thì nó khoảng 125.000 tiền Việt. Đường ở đây. Uống đường gì hơi đường ít. Dạ đường vừa đi. Đường vừa đó nha. Dạ. Nghe hay là của người Việt, tôi bán chị ông chủ là người Việt luôn. Mở nhà hàng. Lúc trước là chú ở Việt Nam là chú ở Sài Gòn hay ở đâu? Ở tại chợ Bình Tây á. Dạ, Bình Tây. Chợ Bình Tây, chợ Long Mới. À, chợ Bình Tây, quận 5. Quận 6, quận 1. Ờ, quận 6. Có thường về Việt Nam không chú? Thường về. Dạ. Năm nào cũng về. Năm nào cũng về hả? Quay nước viên này là người thân của chú còn Việt Nam không? Cũng còn. Quay nước viên này người thân của chú thấy chú ở đây à?
À, chú tên gì chú? Tên là Nhạc. Chú Nhạc ha. À. Nhạc sĩ hả? À, chú Nhạc. À, vừa pha cà phê vừa hát nhạc luôn hả? Đây là cho lấy đồng. Cà phê pha phim, một cái phim nó to sẵn như này để sau đó châm ra tầng ly. À, pha sẵn như này. Dạ, đó, một cái phim to đùng luôn á. Pha sẵn ở đây nè. Dạ. Xong rồi rót sẵn vô nè. Đây. Này là 5 đồng rưỡi. Cảm ơn chú. Khỏi trả tiền. Chú Nhà có muốn nói lời nào với lại người thân ở Việt Nam không? Thôi được rồi. Năm nào cũng về. Dạ, chú năm nay lại nhiêu rồi? Còn trẻ lắm mà. Còn trẻ lắm. Lại nhiêu con không biết. Còn trẻ hơn. Chắc khoảng chú khoảng sao mấy rồi? Sao mấy hả? À? Sao mấy? Còn độ khoảng 65 không? 65 hả? 65 cũng cỡ đó đó. À, nhưng mà thấy chú đẹp trai nha. Đẹp lão. Đẹp lão. À. Dạ. Và bây giờ thì đi ra ngoài đây uống một ly cà phê hay cô bác cái gì? Ly cà phê này nó tới 5 đồng. Ly cà phê 5 đồng. Có ly trà đá nữa nè. Trà đá phi. À, trà đá này miễn phí, còn cà phê này là tính tiền. Cà phê cơm tấm tàu hủ kỳ. Cái từ đầu hủ kỳ thấy nó hay hay ra. Đây là một dĩa cơm tấm siêu to khổng lồ mà Bùi Hồ từng được ăn ngay tại Mỹ. Thật ra thì Bùi Hồ cũng có ghi hình nhưng mà đáng tiếc là cái thước phim nó bị lỗi mất tiêu rồi. Trên cái dĩa cơm này cũng có đầy đủ là bì, nem, chả và có cả thịt bò của Hàn Quốc luôn. Đây nè, có một cái quầy nhỏ nhỏ đây, cái mâm nhỏ nhỏ bán bánh ít, bánh tét. À, bánh tét thì 6 đồng, còn bánh ít thì 2 đồng. Ủng hộ cảm ơn viết tiếng Việt rõ ràng ha. Kinh cơm tắm, số 1 ở vùng qua này. Và một cái như thế này là quy ra tiền Việt là 1 đô là 25 ngàn á, thì khoảng 50 ngàn. Còn bánh tét này thì trăm mấy. Bánh tét này được gói bằng dây dây lát á. Ở ngoài thì quấn một cái bột quấn thức ăn á cô bác anh chị. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Cái bánh ít này nè thì ở đây có một cái dây màu đỏ nữa. Ủa cái này là nhân khác hay sao chị? Hai này hai nhân dừa là dây đỏ. Dây đỏ là nhân dừa. Cái kia là nhân đậu xanh. Cái này là nhân đậu xanh. Cái to thật. Dạ. Ở đây là mình bán là có bán qua cái giao hàng không? Giao thức ăn không? Hay là bán tại chỗ? Order thì hoặc là YouTube lên Uber. Uber. Nó thấy gói Uber không? Dạ. Đây. Cái gói. Tự lợi nó lấy. Dạ, cái này là giao cho Uber ha. Dạ, Uber là này. Uber là này. Đó, à, đây, Uber đây là Uber. Uber. Dạ, thức ăn của Uber giao nhanh. Cô bác anh chị biết ở Mỹ thì một cái ứng dụng để mà đặt xe rất là phổ biến ở Mỹ đó là Uber. Dạ đúng. Dạ. Người mua hàng phải trả tiền. Còn đây là chỉ là Uber Eats là cái giao thức ăn. Giao thức ăn thôi. Dạ, Uber Eats. Dạ. Còn Uber là nó giống như ở Việt Nam cái ứng dụng Grab của Việt Nam mình vậy á. Gắp gọi thức ăn dạ. I'm ready. Đây, bây giờ anh Uber lại lấy. Ok, thank you. Thấy hay không? Ở đây có sữa đậu xanh nè. Yeah. Không, nướng sườn heo. Ở sườn heo hả? Dạ. Yeah. Này bán cơm tấm sườn á. Ở cái không giờ cái công nhân của bếp á đa số là người Việt Nam anh ha. Đây. Còn chị bên đây đang gọt hành. Cô. Củ hành. Củ hành nấu phở. Nấu phở. Vậy là ở đây là cái nhà hàng này bán không những là cơm mà phở và tất cả các món khác nữa. Dạ, ở chị đủ thứ hết á ở đây. Dạ. Cô là Long Quỳnh.
ở nhà kêu là bé Bảy, quê ở ấp Hiếu Liên, xã Thành, huyện Liêm, tỉnh Vĩnh Long, gửi lời thăm chị ba và các cháu. Ok, dạ. Cảm ơn. À, chị ba thì chị Long Quỳnh hả? Chị Long Quỳnh thì đang sống ở thành phố Los Angeles, một tiểu bang California của Mỹ. Chị rất là vui vẻ, cô bác anh chị. Chị nói là qua đoạn clip này muốn gửi lời thăm đến cô bác của chị ở Việt Nam, mai mốt về Việt Nam hả? Bao lâu rồi chị chưa về? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Không về nhớ không? Nhớ chị. Nhớ ha. Ừ. Không về nhớ Việt Nam. Chỉ còn chị dâu với mấy cháu thôi. Dạ, còn gia đình thì ở bên đây hết rồi. Anh là chị ở bên Mỹ hả? Dạ. Mỗi lần về Việt Nam có cảm giác khác không? Vui, gặp thân nhân rất là vui, gặp bà con ở sớm. Cái tình làng nghĩa sớm ở quê hương thì nó khác hả chị ha? Dạ. Một năm chị có từ thiện 4 lần, tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, mỗi lần là được khoảng 200 phần gạo, mỗi bịch là 10kg. Ở ấp Hiếu Liên, xã Thành, huyện Liêm, tỉnh Vĩnh Long nha. Cô bác của chị ở Vĩnh Long xem được nhớ chia sẻ để cho chị có thể thông qua đoạn video clip của Vườn Hồ để gửi lời thăm đến người thân ngay tại Việt Nam. Dạ. Tại vì quê hương là nấm ruột mà. Nên là nữ là ở đâu đi cũng phải nhớ về Việt Nam hết á. Dù sống ở bất cứ ở chỗ nào thì cộng đồng người Việt của mình, dù ở nước Lào hay là nước Campuchia hay là nước nào đi chăng nữa, thì người Việt của mình ở đâu rất là giỏi và rất là nhớ cho chị cái kênh nào để chị nói thân nhân chị coi nha. Kênh Bùi Hồ CV. Dạ. Cô bác chị thấy không, chị vui không? Dạ. Hồ TV. Vậy thôi. Dạ, yeah, Facebook, YouTube. Ok rồi, được rồi. Dạ. Yeah. Ok, chị gửi thân nhân chị coi bao giờ có. Dạ, yeah. Em mới không, ngày mới có đây. Vài ngày có thì chị cứ subscribe kênh em đi. Ok. Ok, cảm ơn chị. Chúc chị luôn có sức khỏe dồi dào ha. À, con gì chị bấm cho em luôn. Dạ. Dạ, có thêm một chị ở một lần subscribe tại Mỹ đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. Ok, cảm ơn chị. Ok, chị Nguyễn Thị Kim Loan ở Tây Ninh nha, ở gần Tòa Thánh Tây Ninh. Là em là Loan Quỳnh, em là bé Bảy, gửi lại thăm chị. Ok, chị nhớ ủng hộ Bùi Hồ TV, YouTube. Ok, dạ. Ok, bà con ủng hộ giùm. Dạ, okay, chị, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị luôn. Ok, cảm ơn, vui vẻ, cuộc hành trình đi du lịch vui vẻ, mọi việc như ý. Dạ, okay. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi, ok, vui vẻ.